thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. B. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, chỉ vi phạm quy định tại điểm của văn bản này.
Hehehe.